nhiều thiệt chứ. Ở ngoài xấu như ma, mình lên 360 độ độ đẹp như tiên. Trời ơi, bởi vì bây giờ nhiều khi tôi dò mấy cái trên mạng, tôi không biết người nào đẹp, người nào xấu hết trơn. Trời, tại vì tôi thấy ở ngoài tôi xấu, tôi chụp lên đẹp rồi, tôi nghi lắm là tôi nghi, tôi không biết ai đẹp hay xấu. Còn tôi ra thì đẹp hoàn toàn nha, ngoài đẹp, ở trong cũng đẹp. Quay chưa? Quay luôn, quay luôn, quay luôn. Độ chưa dơ đúng không ý, em muốn hỏi vậy? À, mà em bỏ 3 chấm đúng không? À, BB Trần thì chơi dơ mọi người cũng đều biết rồi. Và Vương Ca thấy thì nếu mà BB Trần chơi dơ thì mình dơ lại thôi, thử coi đứa nào dơ hơn. Chào tất cả khán giả đang xem ống kính hậu trường. BB lần này rất là vinh dự khi mà được trở lại với dòng ái dòng ai mùa 4. Mà mọi người biết không, lần trước thì chiến thắng rồi, nên lần này cũng rất là hồi hộp. Không biết là có những cái thử thách gì mới không, hay là có những cái có điều gì mà bất ngờ không, nên là BB cũng đang rất là hồi hộp để chờ đợi và hy vọng là lần này sẽ may mắn là được thắng tiếp. Trời ơi, chơi dơ ở đâu chứ chơi dơ ở đây không được à. Mọi người biết không, chương trình này đâu phải là dùng kỹ thuật hay là vận động này kia đâu mà chơi dơ được. Chương trình này là phải phán đoán, phải suy nghĩ. Mà nhất là khi mà vào chương trình này thì BB nghĩ là cái cách tốt nhất, mà cái tiêu chí mà hay nhất mà để mình chơi là chơi đại. Cứ chơi đại đi, chứ bây giờ biết sao giờ. Lần trước cũng chơi đại mà thắng đó, nên lần này cũng sẽ chơi như vậy luôn. Thì BB nói rồi, mùa trước là chơi đại, cho nên là đúc kết từ mùa trước thì lần này thì BB sẽ chọn đại. Đó, nói chung là mình phải dựa vào cảm tính của mình thôi, chứ bây giờ không thể nào dùng chiêu trò được mọi người. Không tiểu xảo gì được chứ. Nhưng mà được một cái, mình sẽ lợi dụng lúc mà mọi người không để ý, mình sẽ tiến lên để quan sát kỹ hơn. Trời, tưởng ai Buka nuốt cái một. Nói chứ hai đứa cũng chung sân khấu nhau, mà được cái là trong sân khấu là Buka ăn hiếp BB không à. Nên là lần này là cơ hội để mình phục thù. Lần này là ra là phải vùi dập lại Buka cho chết. Ê, chỗ Buka tới à. Thật ra thì BB với Buka rất là hòa thuận với nhau, vui vẻ với nhau và thân nhau lắm, cho nên là không có chuyện mà vùi dập hăng hiếp gì đâu. Chắc sẽ là cùng đồng lòng với nhau mà chơi chiến thắng. Ha Buka ha. Không, Buka nói là BB chơi với Buka thân lắm, cho nên là sẽ không có những cái chuyện mà những chuyện gì mà xích mích xảy ra đâu. Đâu đó, ý là hai mình thân thiết với nhau quá, cho nên là không có cái chuyện mà tranh giành thắng đâu, đúng không? Không phải tranh chứ, tại mình chơi mà. Đi ra đi Buka. Mình tiếp tục nha mọi người. À Buka hả? Hát hay, xinh đẹp, cao. Hết rồi. Rồi giữa chiến thắng và chiến thắng thì anh chọn là team của đội. Thường thường thì người mà thân quá thì mình cũng nên vô chung đội, thì nó mất cái tính chất gọi là công bằng hết rồi, mọi người hiểu không? BB với ông Thành là quá thân rồi. Một vào mùa trước thì BB đã ngồi với anh Giang rồi, không lẽ giờ mình ngồi với anh Giang nữa cũng kỳ. Cho nên hôm mùa này sẽ ráng xin vô đội của anh Thành để coi coi có thay đổi được gì không. Tại vì mọi người biết á, BB thì nhìn thon gọn, còn anh Thành thì bụng miệng dễ thương, cho nên là nếu mà ngồi với nhau cũng bù qua sức lại, nó cũng đẹp đội hình. Hôm nay là có anh Kim Tử Long, cũng là một thánh chơi dơ số 1 của các game show. Thì BB có cảm thấy là run sợ trước một cái anh đàn anh như vậy không? Không phải nói là BB rất là hâm mộ anh Kim Tử Long luôn. Anh đúng nghĩa là chơi anh Giang luôn. Chơi anh Giang một kiểu là bậc thầy luôn á. BB là chơi dơ thôi, còn anh Kim Tử Long chơi anh Giang mà lên tới bậc thầy luôn rồi. Là hả, coi mấy cái game show mà coi mà có anh Kim Tử Long tham gia rất là vui. Cái cách chơi anh Giang của anh, trời, nó kỳ cục lắm kìa. Nó thẳng thừng lắm mọi người, chứ không có che giấu như BB đâu. Kiểu mà BB còn lét lén, còn anh Kim Tử Long là thẳng luôn, thẳng tay luôn, chơi tới luôn á. Trời, rất là nể anh luôn á. Nên là hôm nay gặp ảnh thì không, chắc là không, mong là không có đối đầu với ảnh, chỉ mong là được chung đội với ảnh để bây giờ mình học hỏi thêm, để về mình chơi dơ hơn. Ok, cảm ơn BB rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Làm cái gì ngoài cái tối ngày cười cười đó, mà cười được cười cũng không được cười quá nha. Mình cười mà cười quá nó cũng sẽ tạo nếp nhăn. Mình cười một cách thoải mái vậy thôi. Vậy thôi, nhẹ nhẹ thôi, đúng không BB Trần? Dạ. Anh nói đúng không? Dạ đúng. Gương mặt của mình đừng có cười quá, mình cười quá nó sẽ tạo nếp nhăn. Mình cười nhẹ nhàng ra.
đó đó, cười tại cười nhẹ nhàng nè, em cười nhẹ nhàng đó, đừng có cười quá. Đó đó, thấy không, đó một gương mặt đó cười rất là điềm tĩnh nha, đó thấy chưa, nó sẽ giữ mãi nó thanh xuân à, còn mình cười quá nó lên. Tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện mà Ngọc Quyền đó, Ngọc Quyền cũng vậy đó. Ngọc Quyền mỗi lần ra hát á là sợ cười lên đó, phải không, khán giả chụp hình lại là sợ cười lên, cái lát ra hát có chân chim nè, có đuôi rồng nè, thành thử ra mọi người mà lại chụp hình với Ngọc Quyền đó quý vậy thôi đó, không dám cười, hỏi tại sao mà không cười được thoải mái vậy đó, cười sợ lát nữa ra hát ngang. Ngọc Quyền kỹ lắm. Không có đâu. Ờ, sao cuộc đời của tôi không biết tại sao bao nhiêu cô đoàn hát mà tôi không sợ, tôi sợ của mình Ngọc Quyền là sao, tôi không hiểu tại sao luôn, lên hát là trời ăn hiếp tôi dễ sợ luôn, mà tôi vẫn cúi đầu chấp nhận. Kèo dưới Ngọc Quyền. Ờ kể nó không sao, mình mà có dưới một người phụ nữ là tài năng nè, vừa tài năng vừa đẹp nè, nhưng mà Diệu Hiền thì tôi chưa nói nha, Diệu Hiền thì không có à, Ngọc Quyền là không có Diệu Hiền, nhưng mà tài năng nè, đẹp nè, đó là hai cái điều mà tôi phải khâm phục, vì vậy cho nên là tôi phải lép vế thôi. Mà tôi là thì tôi là lại là rất là thích những người nào mà tài năng và đẹp vậy thôi. Thì bởi vì phải chịu thôi, cuộc đời của tôi. Bởi vì nhiều người hỏi tại sao mà tôi không lấy Ngọc Quyền, tôi nhiều khi tôi buồn lắm, buồn tôi nói tại sao tôi không lấy Ngọc Quyền. Nếu mà bây giờ mà tôi mà lấy Ngọc Quyền là tôi ít nhất cũng phải có Ngọc Trai nè, Ngọc Ngà nè, Ngọc Dương gì đó. Thôi ơi, cũng phải ba đứa rồi, nhưng mà số phận nó vậy đó. Nhưng mà không sao, chính nhờ như vậy cho nữa là hát là được khán giả yêu mến. Chứ còn nếu mà bây giờ mà lấy là ba đứa con rồi thì nhiều khi hát không được. Có rất là nhiều đôi nghệ sĩ hồi lúc mà chưa lấy nhau là hát khán giả rất là đông, và họ hát rất là duyên dáng, nhưng mà khi họ lấy nhau rồi thì họ hát không có còn duyên dáng, không có còn. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, bởi vì bây giờ là đừng có gây lộn. Còn Long với Ngọc Quyền mà ở ngoài sân khấu có gây cỡ nào gây, nhưng mà lên sân khấu vẫn mùi mẫn liền. Không bao giờ mà lên sân khấu đem cái chuyện ngoài ra. Mặc dù là trước đó là gây dữ lắm đó nha, gây về chuyện hát sướng thôi chứ không phải gây về chuyện gì hết đó. Có một cái nào nói cho quý vị nghe là Ngọc Quyền có một lần gây là Ngọc Quyền thiếu nợ tôi, là tôi đòi mà Ngọc Quyền không trả đó. Là gây trả rồi, thiếu 8 tỷ tư. Mà trả 8 tỷ còn 400 triệu tôi cho. Tôi nói là trời ơi 8 tỷ mừng rồi. Bây giờ 8 tỷ tư mà liệu làm sao mà đòi cho được. Vậy mà Ngọc Quyền trả tôi 8 tỷ còn 400 tôi tặng. Rồi xong sắp mới ký một cái rồi, mới ký một cái giấy nữa cho mượn 2 tỷ nữa, đang mở cái quán quá sướng đó. Mà không biết có mở không. Nói là mở kế bên tôi quá đã, mở kế bên tôi quá sướng. Ừ, đó để mà gọi là chèn ép cái quán quá đã luôn. Nhưng mà không sao, cứ việc mở đi. À, cứ Ngọc Quyền bên đây, có Ngọc Quyền đó. Đó, Phi vô là mắc cấp cho Ngọc Quyền đó. Quý vị thấy không, Kim Tử Long đi là chỉ có một thân một mình thôi, còn Ngọc Quyền đi là một đằng sau lưng một đại đội hùng binh đi theo, một mắc cấp riêng Phi, mà mỗi lần mà mời Phi mắc cấp một cái mặt là phải 5 triệu, mà tham gia game show này có 2 triệu mà mời Phi 5 triệu, là quý vị thấy không? Cái thiếu nợ đó là không phải về hát à, Ngọc Quyền thiếu nợ Long là không phải về hát, mà Ngọc Quyền thiếu nợ Long là lấy tiền để xây nhà bên Mỹ. Ừ chứ còn, nhưng mà trả hết rồi, còn thiếu 400 triệu nhưng mà cho luôn, mới cho mượn cho cha chỉ ra chỉ hát thôi kìa, giọng của chị đó thôi, mọi người ra nghe chỉ hát đi nha. Còn đó nghe ca bài gì, Ngọc Quyền đó, tiếng Ngọc Quyền sống tình. Bye bye cả nhà nha. Chuẩn bị cả nhà ơi, đón xem giọng ải giọng ai nha. Chuẩn bị đón xem giọng ải giọng ai mùa 4. Kim Tử Long và Ngọc Quyền sẽ làm cho quý vị vui và có nhiều cái bất ngờ trong cái giọng ải giọng ai mùa 4 này. Bye bye.
đừng có nói với mọi người là đừng có nói với ai biết là Ngọc Huyền thiếu nợ Long nha. Đừng có nói. Đừng có nói nhiều. Đưa lên YouTube rồi được rồi.